Quý vị khán giả thân mến, từ ngày 5 tháng 11 năm 2021, Tây Ninh cũng đã có kế hoạch và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở nhóm đối tượng từ 12 đến đủ 17 tuổi. Mặc dù trong thời gian trước, nhiều nghiên cứu với số liệu được đưa ra về tỷ lệ trẻ em nhiễm COVID-19 còn thấp, nhưng hiện nay, các biến chủng của virus đã xuất hiện làm gia tăng tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở trẻ em. Vậy tại sao việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là cần thiết và nên tiêm vaccine như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoài Thanh, trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, là đơn vị phụ trách tiêm vaccine tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh về vấn đề này. Việc tiêm ngừa vaccine á, trong cái đại dịch Covid này á, là cái việc làm rất cần thiết. Trẻ em thì nó cũng giống như người lớn, thì muốn có cái kháng thể để chống lại bệnh tật á, thì chúng ta cần có một cái kháng thể cộng đồng. Môi trường học á, thì các em á, tập trung đông cũng dễ lây lan dịch bệnh. Vì vậy á, chúng ta cần phải tiêm một vaccine ngừa Covid để cho các bé có cái miễn dịch, để các bé được đi học an toàn trong mùa dịch này, để cái dịch bệnh nó không có lây lan trong trường học. Bên cạnh việc tiêm ngừa vaccine thì chúng ta vẫn phải, tuy nhiên có miễn dịch, nhưng mà chúng ta vẫn phải áp dụng biện pháp 5K của Bộ Y tế để hạn chế lây lan dịch bệnh. Cái việc tiêm vaccine ở người lớn á, thì có rất nhiều loại vaccine. Thì còn ở trẻ em á, thì người ta nghiên cứu á, thì cái ít loại vaccine dành cho trẻ em hơn. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì hiện tại là Bộ Y tế cho tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em. Thì cái vaccine Pfizer này đã được FDA Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam đã công nhận để tiêm cho trẻ em an toàn so với những cái vaccine khác. Có những vaccine khác mình ta chưa nghiên cứu. Nên việc tiêm vaccine á, nói chung là chúng ta không có nên lựa chọn theo cái ý kiến của phụ huynh, vaccine này vaccine kia tốt. Thì những cái vaccine người ta đã nghiên cứu tiêm được cho cái tuổi trẻ em á, thì mình mới được sử dụng tiêm cho trẻ em. Nói chung tiêm vaccine nào cũng vậy, nó phải có một cái thời gian cơ thể nó mà nhận biết đó là cái vật lạ vào cơ thể mình mới sinh ra kháng thể. Thì vaccine này cũng vậy, vaccine Covid cũng vậy. Sau khi tiêm vaccine á, ít nhất là khoảng 14 ngày nó mới có kháng thể. Và sau khi tiêm vaccine á, thì chúng ta vẫn phải áp dụng biện pháp 5K. Tại vì virus COVID đó, nó ngoài cái virus này, nó còn có những cái biến chủng khác. Nó cũng có thể lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi mà tiêm vaccine đó, thì nếu mà có nhiễm bệnh đó, thì nó cũng sẽ nhẹ hơn. Nó giảm cái tỷ lệ nhập viện và giảm cái tỷ lệ tử vong. Vì vậy, tiêm vaccine, đó, sau khi tiêm vaccine, chúng ta vẫn phải giữ biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế để phòng dịch lây lan. Thưa quý vị, cũng như các loại vaccine khác, đối với vaccine Pfizer khi tiêm cho trẻ em cũng sẽ có những phản ứng phụ không mong muốn. Do đó, việc theo dõi các phản ứng phụ sau tiêm cho trẻ là điều quý phụ huynh cần lưu ý và quan tâm. Bên cạnh các phản ứng phụ có triệu chứng nhẹ, thoáng qua, thì vẫn còn một số loại phản ứng nghiêm trọng cần lưu ý để kịp thời xử lý. Trên đây là một số phản ứng không mong muốn mà quý phụ huynh cần quan tâm. Những phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 của trẻ em cần lưu ý. Trẻ thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi. Trẻ thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ, hoặc tím tái, hoặc đỏ da, hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da. Dấu hiệu ở họng, trẻ có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó. Về thần kinh, trẻ có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật. Về tim mạch, trẻ có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất. Về đường tiêu hóa, trẻ có dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy. Về đường hô hấp, trẻ có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái. Biểu hiện toàn thân, chóng mặt, choáng, say sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi, không cho va chạm, sang chấn. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt. Lưu ý,
Khi thấy trẻ có một trong các biểu hiện trên, cha mẹ cần liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng bệnh viện theo số điện thoại hoặc địa chỉ được điểm tiêm chủng cung cấp để được xử trí kịp thời. Thưa quý vị, chuyên mục Bác sĩ ơi COVID hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Quý vị có thể xem lại chuyên mục trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Nếu quý vị có những thắc mắc về bệnh COVID-19 hoặc những vấn đề sức khỏe cần bác sĩ tư vấn, có thể gửi câu hỏi về hộp thư bacsioi.ttv11a@gmail.com hoặc phản hồi trên các hạ tầng số Fanpage chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!